phải có được phẩm chất đó, nhạy cảm và chấp thời cơ nhanh. Thời gian đếm ngược đã hết và bây giờ thì trận tứ kết đầu tiên của... Đường truyền của Tomiyasu. Năm 1981, chính xác là vào ngày 8 tháng 3 năm 1981 thì chàng tiền Hồng Dũng, Trọng Hoàng, Công Phước. Phía trong là Phạm Văn Đức và Trọng Hoàng cũng đang di chuyển. Công Phước. Vẫn là Công Phước. Quả đá phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Ở trên khán đài và hy vọng các cổ động viên của chúng ta sẽ tiếp lửa cho Quang Hải và các đồng đội ở trận đấu này và trong tình huống này. Phạm Văn Đức. Khá hay, Phạm Văn Đức. Thêm một quả đá phạt góc nữa. Minamino phải lùi về rất sâu để tham gia phòng ngự. Vẫn là Quang Hải sẽ thực hiện quả đá phạt góc này cho đội tuyển Việt Nam. Lần này sẽ là một tình huống chơi bóng vào trong. Tiếp tục là một cú phá bóng của... Hôm nay thì Sakai có thể sẽ thường xuyên đối đầu với Đoàn Văn Hậu và Phạm Văn Đức. Cú chạm đầu cần thiết. Đoàn Văn Hậu áp sát ngay Phạm Văn Đức. Vẫn là Phạm Văn Đức. Rất hợp lý. Quang Hải. Chính xác Trọng Hoàng. Phía trong là Hùng Dũng, Trọng Hoàng. Chắc chắn là với khả năng chuyền bóng tốt của các cầu thủ Nhật Bản thì đội tuyển Việt Nam muốn ngăn chặn từ xa. Thêm một tình huống phòng ngự hợp lý nữa. Đó là khi chúng ta bóng lót cho nhau rất hay và người hỗ trợ là Huy Hùng. Việc phòng ngự từ xa là rất quan trọng ở trong trận đấu. Ta muốn tạo ra một hình ảnh khác ngày hôm nay. Pha chạm bóng của Tiến Dũng. Công Phượng. Công Phượng bứt tốc. Vẫn là Công Phượng. Vẫn là Công Phượng. Công Phượng. Cú đá. Cho Maya Yoshida. Quang Hải. Không hề có lỗi biệt vị. Nhưng thật tiếc là tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Risu Đoàn không khó khăn đối với Đặng Văn Lâm. Asaki Yoshida. Một quả đá phạt dành cho đội tuyển Nhật Bản sau tình huống tranh chấp giữa Đoàn Văn Hậu với Risu Đoàn. Đội tuyển Nhật Bản đã có rất nhiều những pha bóng triển khai như vậy, hàng loạt những đường chuyền và bất thần là một tình huống đi bóng nhanh lên phía trên. Đó có vẻ như là một quyết định nặng tay của trọng tài Hassan. Luis Tư Đoàn mới là người cố tình lao vào Đoàn Văn Hậu trong tình huống vừa rồi. Dù vậy thì chúng ta sẽ vẫn phải hết sức tập trung trong một tình huống cố định. Thua từ những tình huống cố định là điều bóng đá Quang Hải đã rất cố gắng để khắc phục. Bóng đã đi hết đường biên ngang. Nhật Bản cũng rất tuyệt vời, đó là Duy Mạnh. Pha cản phá xuất sắc của đá phạt góc. Vậy là đối thủ đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước với tình huống ghi bàn của trung vệ Maya Yoshida. Đập sút thì trung vệ Tomiyasu ghi bàn trong một tình huống phạt góc. Hôm nay thì đến một trung vệ khác, Yoshida Maya. Đó đều là những người có chiều cao tốt. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi công nghệ VAR.
Một trận đấu lịch sử của Asian Cup. Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu đầu tiên sử dụng công nghệ VAR và hãy cùng chờ đợi quyết định của trọng tài Hassan. Công nghệ VAR khiến các cổ động viên phải chờ đợi. Bóng dường như đã chạm tay của Maya Yoshida sau khi cầu thủ này có được cú đánh đầu. Và bây giờ thì chúng ta cùng hy vọng về một quyết định của trọng tài điều khiển trận đấu. Ông Hassan, quyết định của ông là gì đây? Không có bàn. Bóng đã chạm tay, đó là xác định của ông Hassan. Cảm ơn bà. Công nghệ VAR đã được áp dụng lần đầu tiên tại vòng tứ kết và nó đã được áp dụng một cách kịp thời để mang đến những hy vọng vào bây giờ là điều ngọt ngào dành cho đội tuyển Việt Nam. Cảm ơn VAR và sự chính xác của các trọng tài. Đúng rồi, góc máy này thì đã cho thấy rõ ràng là bóng đã chạm vào cánh tay của Yoshida. Phản công, Công Phượng. Cú lắc hồng tuyệt vời của Công Phượng. Vẫn đang là Công Phượng vượt qua được hai cầu thủ áo xanh. Công Phượng đối mặt với Yoshida. Công Phượng. Thật tuyệt vời, trả pha đi bóng của số 10 vẫn được phát huy hiệu quả. Một cầu thủ của chúng ta đang bị đau và phải nằm sân, đó là Bùi Tiến Dũng. Cú đá là rất mạnh của Rishi Đoàn. Bùi Tiến Dũng cũng đúng vị trí định dứt điểm của đối phương. Bây giờ lại là một tình huống đá phạt góc nữa. Đội bạn thay đổi cách đá. Chịu vào hoa lô Đặng Văn Lâm. Phản xạ tuyệt vời của Đặng Văn Lâm. Thêm một pha đánh đầu nữa. Chắc chắn đây đang là những phút giây rất khó khăn đối với hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Đặng Văn Lâm. Chúng ta sẽ chờ đợi Quang Hải. Đường chuyền nhanh. Một pha bóng dành cho Công Phượng. Và điểm đến Công Phượng đang là một điểm đến. Đây là Hùng Dũng. Công Phượng. Phan Văn Đức. Đoàn Văn Hậu đang di chuyển. Đoàn Văn Hậu. Đường chuyền. Trọng Hoàng đang áp sát. Hùng Dũng. Của chúng ta, Quang Hải, Hùng Dũng, trọng biên rất hay, trọng Hoàng, Phan Văn Đức, không vào, đậm mồ hôi. Một trận đấu mà mỗi cầu thủ đều là những chiến binh thực sự. Phan Văn Đức gây áp lực và phía sau đang là một cầu thủ chúng ta, Phan Văn Đức, không vào. Đó là cú đá của Quang Hải. Áp lực mà chúng ta tạo ra đã làm cho hàng phòng ngự của đội bạn trao đảo. Phải đảo. Một khả năng xoay sở chậm chạp. Một pha đi bóng sức mạnh của Hiroki Sakai. Và pha ngăn cản vừa rồi của Đoàn Văn Hậu là hoàn toàn có thể hiểu được. Vệ có chiều cao gần 1m90 của đội bạn đều đã lên tham gia. Chính xác là Văn Lâm. Cơ hội, Huy Hùng. Khá nhanh, Huy Sư Đoàn. Không vào. Lại là Đặng Văn Lâm. Với một tình huống mà anh đã làm tung lưới khung thành của Đặng Văn Lâm, nhưng đó là khi mà Yoshida đã để bóng chạm tay. Hiệp 2 đã được bắt đầu. Trong hiệp tấn công đều ở hai biên. Ở trong hiệp đấu thứ hai này, đây là Minamino. Với sư đoàn một cơ hội của đội tuyển Nhật Bản. Đặng Văn Lâm, con trai của một nghệ sĩ múa ba lê. Harakuchi là người có bóng.
cầu thủ của đội bạn đã ngã. Không penalty. Đó là risk tự đoạn. Những phút giây hồi hộp. Ông Hassan sẽ xem qua công nghệ VAR. Christopher Biss, người điều khiển phòng VAR, sẽ là một quyết định tập thể. Một quyết định của tập thể các trọng tài. Một quả penalty cho đội tuyển Nhật Bản. Bây giờ thì chúng ta phải trông chờ. Chúng ta chờ đợi một tiếng hét thật lớn của Đặng Văn Lâm và những màn nhảy múa khiến đối thủ mất tập trung ở trong tình huống này. Chris Tư Đoàn là người thực hiện quả đá. Đặng Văn Lâm đang có một màn trình diễn xuất sắc ngày hôm nay. Và điều đó khiến cho các cầu thủ viên của đội bạn cũng rất hồi hộp. Rất tiếc. Rất tiếc Đặng Văn Lâm đã đoán được đúng ý đồ sút bóng của số 21 đội. Liên tục là những pha phối hợp đẹp mắt của các cầu thủ Nhật. Văn Toàn. Có lẽ ông Mouser vẫn muốn những cầu thủ nhanh khéo của mình. Lý Sư Đoàn. Rất nhanh. Phải dành những lời khen ngợi cho các cầu thủ Nhật. Trọng Hoàng là người nhường vị trí cho Nguyễn Phong Hồng Duy. Không có gì khó khăn khi mà Đặng Văn Lâm vẫn có được sự tập trung cần thiết. Một tình huống bóng nguy hiểm của các thủ áo xanh. Bóng đi ra ngoài. Và lại thêm một lần nữa thì cánh thì các cầu thủ chúng ta sẽ mất rất nhiều sức. Tốt. Rất hay. Phan Văn Đức. Cú sút. Quả đá phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Đường chuyền dài của Hùng Dũng. Đó pha phát bóng cho Văn Toàn. Một tình huống chuyển hướng hợp lý dành cho Công Phượng. Gói. Hùng Dũng. Bóng đá phạt Hùng Duy. Không vào. Phan. Vẫn là Văn Toàn. Công Phượng. Công Phượng. Bóng lên chân của Văn Toàn. Vẫn là Công Phượng. Rất cố gắng trước sự đau bám của hậu vệ đội. Lỗi của tiền đạo đội bạn. Đi! Công Phượng! Vẫn đang là Công Phượng! Rất cố gắng! Công Phượng! Quay! Thật tự hào với những màn trình diễn của các thủ. Được, và Hùng Dũng sẽ là những người đá ở phía giữa. Tuyệt vời của Đặng Văn Lâm, và thực sự là chúng ta đang cảm thấy vẫn là cơ hội dành cho đội tuyển Nhật Bản. Đặng Văn Lâm xuất sắc. Rất cố gắng đoàn vào đâu. Hồng Duy. Vẫn là Hồng Duy. Hợp lý Hồng Duy. Bóng cuối cùng lại hơi dài. Lại là Takashi Inu. Văn Lâm. Vời. Đây là Văn Toàn trong một tình huống lên bóng mới của đội tuyển Việt Nam. Nhưng đường chuyền là hơi sâu. Đường chuyền là hơi sâu dành cho Công Phượng. Cơ hội là đá chân. Cú đá của Hùng Dũng. Bùi Tiến Dũng. Hồng Duy. Kìa, Công Phượng. Sự áp sát kịp thời đã hiến cho. Vẫn là Công Phượng. Rất khôn ngoan. Một nỗ lực tuyệt vời của Công Phượng. Và bắt đầu. Hợp lý. Và bắt đầu. Văn Toàn. Văn Toàn. Một chút nữa thôi.
một chút nữa. Cầu Phương! Thêm một cơ hội nữa đã đến với đội tuyển Việt. Vẫn là các cầu thủ chúng ta hùng dũng. Cú chơi bóng vào trong. They quit.